Lu ơi, con giống đực hay giống cái vậy Lu? Gì? Ông nói gì? Nói lại coi. Bà hỏi mày giống đực hay là giống cái? Nghĩa là mày đực hay là mày cái? Trời ơi, sống với từng tuổi này cũng mười mấy tháng rồi. Thật sự tôi cũng chưa biết tôi giống gì nữa. Tôi giống gì vậy ta? Đâu ông nhìn kỹ tôi coi tôi giống gì? Mày giống quỷ á. Trời ơi, tự nhiên nói giống quỷ. Mày là Lu, anh của thằng Lú, ba của thằng Lũ, cậu của thằng Lũ, cháu nội thằng Đạn, biết chưa? Tôi kể nguyên cái gia phả của mày ra luôn rồi đó. Ông kể xong chưa? Rồi. Nếu rồi để tôi đi né cái. Sao né? Chuyện gì mà né? Không ngờ tôi có thằng cháu tên Lũ, rồi ông nội tôi tên Đạn. Trời ơi, tôi nghe tôi không tin luôn á. Nghe Lũ Đạn em muốn quẩy. Tên đẹp không? Tên nghe hết muốn sống. Ủa nhưng mà tôi có thắc mắc. Thắc mắc gì nữa bà nghe bà giải thích cho lại đây. Ừ, ông nói ông nội tôi tên Đạn rồi bà nội tôi tên gì? Ừ, đừng nói tên Miền nha. Bậy mà. Làm gì đâu tên trái nổ đây không vậy? Ừ, tên Độc mà. Rồi bà nhớ bà nội mày tên Pháo á. Trời đất ơi, cũng dính tới lửa nữa. Bó tay cái gia phả nhà tôi luôn. Mà bà nhớ hồi xưa bà nội của mày đẹp lắm, biết sao đẻ mày xấu dữ vậy luôn. Bà nội của mày trắng bóc rồi đẻ mày sao đen xì vậy luôn. Tôi có muốn gì đâu trời. Thậm chí hồi nhỏ tôi còn thích tôi là con gái nữa, chứ tôi đâu thích tôi là con trai đâu. Sao kỳ vậy? Ừ, tại vì mơ ước của tôi là được làm mẹ. Vậy là bà thích đẻ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Được làm mẹ là điều thiêng liêng dữ lắm. Vậy đi qua Thái với ba không? Thôi dẹp đi ông, điên mình đi. Đi qua Thái phẫu thuật chứ ba. Phẫu thuật xong có đẻ được không? Không đẻ được mà còn mất luôn cái ấy là không đái được luôn á. Này ba không biết kìa con. Hên xui, hên xui. Vậy dẹp, dẹp. Dẹp phải không? Ừ, dẹp. Trời tôi muốn có con. Tôi ước gì tôi có con á trời. Trời ơi, kiếm vợ cho tôi đi trời. Thèm vợ. Muốn có vợ, muốn có vợ, muốn được làm cha. Bây giờ ba cưới vợ về cho mày, đúng không? Đúng, cưới liền đi trời. Trời thèm muốn chết luôn rồi trời. Tôi muốn có con, tôi muốn có con. Nhưng mà chắc gì cưới vợ về cho mày mà có con liền. Trời tôi mạnh lắm, yên tâm đi. Thiệt không? Thiệt, tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Thậm chí tôi còn biết thời gian canh rụng trứng của vợ tôi nữa đó. Trời ơi trời. Sao mày biết chính xác hay vậy? Ba còn biết mà mày biết hay vậy luôn. Dễ mà, chỉ cần ba tới HT để test progesterone là biết chính xác được thời gian rụng trứng của vợ con hà. Đây là kỹ thuật test progesterone cho thú cưng bằng máy đầu tiên ở Việt Nam tới thời điểm hiện tại luôn á. Rồi mấy nước khác họ có sử dụng chưa luôn? Có chứ, những nhà nhân giống ở những nước phát triển đều test progesterone cho thú cưng trước khi thị tẩm đó ba. Rồi, chính xác luôn. 100%. Con nói dịch vụ đâu ba quên rồi. HT progesterone testing, tới đó thử đi. Họ còn khuyến mãi nhiều dịch vụ hay lắm. Trời tôi muốn có vợ, tôi muốn có con. Trời ơi, nếu như có một điều ước, tôi ước gì tôi trở thành phụ nữ để được làm mẹ. Ôi làm đàn ông sướng muốn chết. Sướng, sướng cái con khỉ móc đau đầu gối muốn chết luôn hà.